chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Hồ đá bàng không bao giờ làm mấy anh em thất vọng. Đoàn nhau. Dè 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 đi, dè đi dè đi. Nó đi vào rồi, nó đi vào rồi, rắc nó vào luôn. Dính như cây vậy. Hả? Dính dây vậy. Tụi nó cá mới ăn rồi, tụi ta chả đang chả chừng đó rồi. Dạ. Anh cứ dè lùi lại rắc nó vào luôn. Nó đang vào đà vào rắc nó vào luôn. Lại là anh bòn nhà ta lên cá khủng ở hồ đá bàng nha mấy anh em. Con cá hết biết luôn. Trời ơi. Con này phải hàng năm. Trời ơi con cá này. Cần được dính hai con. Cần dính hai con luôn. Đây mày. Cần được dính hai con. Hai con. Hai con dính một cần luôn. Hai con một cần. Trời ơi con cá này. Mà đâu các bạn ơi. Bàn chân này. Con xi nhê gì hết. Mấy bằng cái đuôi vậy. Mà đã. Má bật đừng luôn trời. Hết sức luôn. Ngày hôm nay kéo hai con cá này hết sức rồi. Ôi trời. Trời ơi con cá nha. Trời ơi. Dính đường này không, đường này xảy cho 4 lưỡi luôn. Ờ. 6 lưỡi. 4 lưỡi rồi. 6 lưỡi dính 4 lưỡi rồi. Dính đường này đừng nào.